Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp, Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhadathuyhung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay em Hùng sẽ gửi đến cô bác anh chị chúng ta một căn nhà phố lứng ngược rất đẹp, ngang 5 sâu vào 10 mét, thiết kế một trệt một lửng 3 tầng lầu. Tọa lạc trên trục chính Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã ba Tân Sơn và Quang Trung, với giá bán chỉ hơn 7 tỷ một tí thôi nha quý vị. Căn nhà phố ngang 5 sâu vào 10 mét, thiết kế xe hơi đậu trong nhà, nội thất đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong, thiết kế có gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau, hướng chính đông nam. Và đây là một căn nhà tọa lạc trong một khu phố đồng bộ rất đẹp. Chúng ta sẽ ngắm nhìn mặt tiền, mặt chính căn nhà nha quý vị. Mặt tiền được xây theo mẫu hiện đại và bên trên còn làm một cái lam sắt như những căn nhà bên cạnh nha mọi người. Chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền, mặt chính căn nhà này. Và căn nhà này nó lạc trong một khu phân lô đồng bộ, nhà lầu đã xây hết rồi, chỉ còn hai căn đang xây thôi nha quý vị. Từ trước nhà tầm 6 mét đường nhựa, xe hơi xe tải vào tận nhà và đậu trong nhà. Căn nhà phố hướng đông nam của chúng ta ngày hôm nay thì tọa lạc trên trục chính Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp, ngay ngã ba Tân Sơn và Quang Trung. Và quý vị sẽ cùng em vào bên trong căn nhà. Căn nhà tọa lạc trong một khu đồng bộ tới 50 căn. Ở đây thì có hai lớp cửa này, dưới tầng trệt là khu vực nhà đậu xe hơi xe máy. Và ở đây thì có tủ giày dép, hai bên tường có ốp nhựa trang trí, có đèn led đèn trần rất là lung linh. Và di chuyển vào trong khu vực lứng ngược sẽ là không gian phòng khách, phía sau gara xe hơi và xe máy thì quý vị sẽ không gian phòng khách với sofa, tủ kệ tivi và tủ kệ để đồ. Ở phía dưới thì có ốp nhựa trang trí kết hợp với dán giấy châu chanh, giếng trời nhỏ và đèn bông tuyết bên trên, rất là tuyệt vời. Căn nhà phố ngang 5 sâu vào 10 mét vuông vức nha. Sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Và căn nhà hướng đông nam rất đẹp, giá bán chủ nhà đang chào bán là 7 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng mạnh. Quý anh chị cô chú cô bác quan tâm đến căn nhà ngang 5 sâu 10 tọa lạc trong khu đồng bộ điện âm nước âm rất đẹp trên trục đường Quang Trung thuộc phường 8 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh này, hãy alo ngay về cho em Hùng theo số hotline 0918178647. Khu vực nhà đỗ xe thì quý vị đỗ xe hơi từ 4 đến 7 chỗ vừa thoải mái luôn nhé. Và di chuyển lên trên lầu thì chúng ta sẽ cùng em đến với không gian phòng bếp trên lửng ngược cũng như là các phòng ngủ căn nhà. Khu vực cầu thang thì có đèn led chiếu sáng và có tay vịn gỗ sồi lan can làm bằng sắt. Di chuyển lên trên không gian lửng ngược sẽ là không gian phòng bếp với đầy đủ trang thiết bị nội thất như là tủ lạnh, tủ bếp trên dưới, bếp âm, máy hút mùi, bàn ăn, bồn rửa chén bát, sắc kệ đến bát. Và phòng bếp thì được ốp nhựa và có cửa sổ ra khu vực mặt tiền chính ra ban công. Có bàn ăn 6 ghế này, có những bức tường được ốp nhựa, ốp than tre rất đẹp nha. Căn nhà phố ngang 5m sâu vào 10m vuông vức, sổ hồng riêng, tọa lạc trong khu đồng bộ nhà lầu rất đẹp trên trục đường Quang Trung, giá bán 7 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng mạnh. Quý anh chị cô chú cô bác quan tâm căn này thì alo ngay về cho bên em Huy Hùng theo số hotline 0918178647 để chúng ta đến tham quan và sở hữu trực tiếp nha quý vị. Căn nhà phố lửng ngược ngang 5 sâu 10 xây phun đất. Và theo trên em Huy Hùng di chuyển lên trên, chúng ta sẽ cùng đến với không gian kiến trúc thiết kế của các phòng ngủ nha quý anh chị. Chúng ta sẽ đến với không gian phòng số 1 này. Phòng số 1 thì sẽ có giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, đầu giường có ốp nhựa trang trí, ốp giả đá, có đèn trần, đèn led, bàn trang điểm, cửa sổ và cửa ra ban công, có màn rèm, có tủ áo rộng kết hợp với vệ sinh trong. Nhà thì full nội thất nên bao gồm cả máy lạnh. Bên trên có trần thạch cao với đèn led chiếu sáng. Và bên này là bàn trang điểm kết hợp với máy lạnh và tủ áo này. Có cửa sổ ra ban công và cửa ra ban công này quý vị. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, là bộ rửa mặt, khu vực gương soi đèn led và khu vực gắn bồn tắm đứng vách ngăn. Còn bên đây là không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía sau này. Phòng ngủ phía sau này thì quý vị cũng có giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh và vệ sinh trong. Đây là không gian phòng số 2 của căn nhà, phòng phía sau. Chúng ta có cửa sổ nhỏ ra khu vực giếng trời này, máy lạnh này, bên trên có đèn trần, đèn led và có luôn vệ sinh bên trong cho căn nhà phố này. Đây là phòng vệ sinh đây. Và tiếp tục di chuyển lên trên thì quý vị sẽ đến với không gian các phòng tiếp theo của căn nhà khu vực lầu 2. Căn nhà phố hướng đông nam đang tọa lạc trên trục đường chính Quang Trung thuộc quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Chúng ta đang đến với không gian phòng số 3. Phòng số 3 ở căn nhà này cũng đầy đủ trang thiết bị nội thất như là giường ngủ, tủ áo, chăn ga gối đệm, máy lạnh. Bên ngoài có cửa sổ và cửa ra ban công. Tủ áo rộng đóng phun trần. Và phòng ngủ số 3 này thì cũng có vệ sinh trong, có máy lạnh, có bàn làm việc, bàn trang điểm và có sàn ốp gạch giá gỗ. Phòng vệ sinh thì vẫn với bồn cầu, lavabo rửa mặt,
bồn tắm đứng vách ngăn, vòi tắm hoa sen và gương soi đèn led. Quý vị đang đến với không gian phòng số 3 của căn nhà. Và qua bên đây sẽ là không gian phòng số 4 nhé. Chúng ta sẽ tiến vào không gian phòng số 4 nha quý vị. Phòng số 4 của căn nhà thì chúng ta cũng có giường ngủ, chăn ga, gối đệm, tủ áo, máy lạnh, vệ sinh. Và phòng này thì rất là đẹp, một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Nhà thì sẽ có gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Một căn nhà phố hướng Đông Nam, tọa lạc trên trục đường một trục một sẹt của đường Quang Trung, phường 12, ngay ngã ba Tân Sơn và Quang Trung, sát bên hãng Mercedes-Benz, kế bên là chợ và nhà thành Thông Tây. Di chuyển qua sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút. Quý vị đến với không gian lầu trên cùng, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Chúng ta sẽ có không gian phòng thờ rộng trên này này. Đây là không gian phòng thờ nhà quý anh chị. Và phía sau đây sẽ là không gian sân thượng sau để chúng ta giặt đồ và phê đồ. Sân thượng sau thì có lợp mái và rào chắn nha quý vị, có khu vực để máy giặt này. Và phía trước thì chúng ta sẽ có không gian sân thượng trước. Sân thượng trước này thì quý vị sẽ có không gian để chúng ta làm một cái mái che trên sân thượng giống như những căn nhà bên nữa. Và có bộ bàn ghế trên đây, ghế sắt. Chúng ta ngồi uống trà, uống cà phê. Và giá bán cho căn này là 7 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng ngang 5 sâu vào 10 mét. Quý chị cô chú cô bác quan tâm căn này thì alo cho em Hùng để đến tham quan và sở hữu ngay. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.